Dạ em xin chào tất cả mọi người ạ. Dạ hôm nay là thứ sáu ngày mùng 3 tháng 3 nhé các bác. Dạ hôm nay thì em lên mã C ạ. Cũng như thường lệ thì hôm nay em có về một số các cái món đồ nghề. Thì hôm nay có hai cuộn dây điện Hataza này, bơm xe đạp xe máy này và một cái bơm ô tô nhé các bác. Dạ bơm ô tô và một số xẻng này. Rồi thì xà beng cuốc và một số các cái kéo cắt cành bonsai và đội thủy lực nha các bác. Đó, thủy lực đội này là đội 2 tấn và đội 6 tấn này. Đó, dây của gà ricotto này và một số các cái cây dìu nhé các bác, một số các cái cây dìu và dao đi rừng cũng như là dao chặt này. Đó. Và có cả một số các cái con dao bếp nhé các bác. Dạ. Em xin phép được vào mã đầu tiên là mã C1 ạ. Mã C1 thì em lên là một cái cây bơm dành cho xe ô tô nhé các bác. Cái bơm này thì có dòng hai bầu nhé các bác, có cả van điều áp, đồng hồ chỉnh áp ở đây nhé các bác nhé. Đây ở phần này thì có phần chân này, ở đây là có phần khóa này. Đó, mình không sử dụng thì mình khóa vào cực kỳ tiện lợi luôn. Và cái đầu này thì đi theo cái bơm là có một cái đầu mình bơm bóng hơi này các bác này. Đó, cái này dùng để bơm bóng hơi. Và đây là hai cái đầu bơm, để một đầu là cái lỗ này thì bơm ô tô cho xe ô tô và xe máy này. Và cái này là dùng cho bơm xe đạp nhé các bác. Cái bơm này thì phù hợp với dòng xe hơi 4 chỗ và xe bán tải nhé các bác. Dạ. Xe hơi 4 chỗ và xe bán tải. Cực kỳ nhỏ gọn, khi mà các bác để trên xe nó rất là tiện. Đi đến ví dụ mình đi hay như thế nào cảm thấy bánh xe mềm ấy, đó là có thể lấy ra sử dụng được luôn nhé các bác. Đó, em test hơi rất là mạnh nhé các bác. Đó, hơi thì cực kỳ mạnh rồi. Cái đồng hồ thì em có thử rồi nhé các bác nhé. Đây, để em test cho các bác coi. Khi mà mình bóp một cái đây em bóp thử em bơm lên này. Đó, đồng hồ sẽ nhảy lên nhé các bạn nhé. Đó. Hoạt động bình thường các bác nhé. Tem mác thì đầy đủ đây. Cái bơm này được sản xuất bởi hãng Ohashi nhé các bác. Ohashi. Đây đây có phần hướng dẫn sử dụng đây. Đây là số hiệu là 1.000 bao hay gì em không 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 rành cái này mấy. Ây da. Khi không sử dụng thì các bác có thể khóa lại như thế này nhé, bỏ lên xe cực kỳ tiện lợi luôn. Là mã C1 là 450k nhé các bác. Rồi, tiếp theo là mã C2. Mã C2 em lên một cây bơm dành cho bơm xe máy nha các bác. Đây. Hình thức cây bơm này thì còn tương đối là mới nhé các bác. Đây ở trên thân còn tem mác nhà sản xuất này. Đây tem mác thì đang còn đây các bác. Đó, tem mác thì đang còn. Và cái phần nước sơn của nó thì cũng chỉ bị hơi bị chảy nhẹ một xíu thôi. Đúng không? Cây bơm này tương đối là còn đẹp này. Đó, chân thì được làm bằng kim loại nhé các bác. Chân này được làm bằng kim loại. Đó, bầu hơi ống rất là ok hết các bác nhé. Đó. Bơm rất là nhẹ các bác. Tổng chiều dài của cây này là được 53 cm nhé các bác. Cái bầu hơi của nó là 53 cm. Dạ. Mã C2 là 208 nhé các bác. Dạ, tiếp theo là mã C3. Mã C3 em lên là một cái bơm xe đạp các bác. Dạ đây ạ. Đầu này dành cho xe đạp nhé các bác. Đây hàng lấy về em chưa kịp lau chùi vệ sinh ở đây nữa cơ. Cái này này nó chỉ bị đây, nhám nhẹ ở đây thôi các bác. Lớp sơn xi mạ đang còn ở phần đầu này nhé. Cái phần này là bằng kim loại này các bác này. Đấy, còn cái đầu bơm này của này là bằng đồng nhé các bác. Đầu này bằng đồng. Tất cả các ống em cái dây bơm này em kiểm tra hết rồi, không có bị đứt hay gì các bác nhé. Đây em test cho bác này. Đó, cực kỳ ok, bơm rất là nhẹ nhé các bác. Cái phần chân thì bằng thép không gỉ nhé, thép không gỉ và thép đặc. Đấy, cực kỳ cứng chắc. Mã C3 là 108 nhé các bác. Dạ, tiếp theo mã C4 ạ, cũng là một cây bơm xe đạp ạ. Đây ạ, tem mác thì đang còn đây. Tem mác đang còn. Cái phần thân nước sơn của nó thì cũng hơi bị bong chóc nhẹ do để ở bãi ấy, nhưng không bị mốp méo hay gì các bác nhé. Đây, phần chân của nó cũng làm bằng thép không gỉ, nhưng mà cái phần chân này thì họ lại có lớp sơn xi mạ đây nhé. Đó, có lớp sơn xi mạ đây. Ok,
cái ống này nó bị bể này, em kiểm tra những cái ống này bị bể, cái cây này bị bể ống. Bác nào mà mua cây này thì em sẽ thay một cái dây mới vào nhé, em sẽ thay dây mới vào. Dạ. Đây ở trên tay cầm là có mắc in da băng này, bơm thì vẫn lên hơi bình thường nhé, nhưng mà cái này để bác nào mà chốt cái mã C4 này thì em sẽ thay cái dây 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 này nhé, dây này nó bị bể rồi, bể hỏng hỏng dây rồi. Mã C4 là 180 luôn nhé các bác, bác nào mà chốt thì em sẽ thay dây mới vào. Dạ, tiếp theo là mã C5 các bác. C5 cũng là một cái bơm xe đạp ạ. Đây hàng về những cái cây này vậy à. Đây vẫn còn giấy dán ở đây này các bác này, tình trạng giống như kiểu chưa sử dụng ấy. Đó. Đây cái đầu nó đây nhé các bác. Đó. Nước sơn xi mạ đang còn này. Đó cái đầu bơm này bằng đồng đấy các bác nhé. À cái này dây còn ngon này. Đấy, dây này còn ngon. Dây này còn ngon cực kỳ ok luôn. Đấy, phần này thì bị xước ở vào cái lớp vỏ, cái lớp lớp chỉ bên ngoài tí thôi này. Đó. Đây. Cái dây này còn ok nha các bác. Đó, cũng chân cũng được làm bằng thép này. Dòng này cũng thép không gỉ, có lớp sơn xi mạ bên ngoài nhé. Cứng chắc cực kỳ này. Dạ mã C5 là 180 luôn nha các bác. Tình trạng còn tương đối là ok nha các bác. Đó, tem mác đang còn đây. Đó, tiếp theo em lên là mã C6. C6 là một cái cuộn dây điện Hataza nha các bác. Cuộn này thì hôm nay Zulo nó cực kỳ mới luôn. Đấy, tình trạng rất là mới đây này. Đấy. Cái lớp bên ngoài còn rất là mới đây này. Đó, điện thì em test rồi. Cái này cái cuộn dây điện này là dòng 2 da nhé các bác. Là 2 da và lõi là 2.5 lõi đồng nhé các bác. Đây, có cái CB chống giật này. Đó. Ui, giật cả mình. Ôi. Xong ngắt rồi. À đây đây đây. Tức là cái nút này này. Cái nút này khi mà tức là CB chống giật khi mà bị xảy ra cái sự cố gì ấy, là nó sẽ tự đóng nha các bác, chứ không phải là cái này không phải hư. Đây. Cái này do em chưa biết sử dụng luôn, đấy. Cực kỳ ok này. Nhưng mà khi bật thế này em ấn nhẹ vào đây cái thì tự nhiên đấy. Mà bây giờ bật lại à đây đây, đây. Ok nha các bác nhé. Khi mình không sử dụng mình ấn nhẹ đây là nó tự tắt này. Đấy bây giờ lại không được. Nó ở cái này này. Đó giờ lại được này. Đó là có CB chống giật nhé các bác nhé. Đấy. Ba chân có ổ có đều có nắp an toàn hết nhé. Mình mang đi các bác mà làm mang đi công trường hay gì á là mình làm cơ khí hay gì nhé, tránh những cái que sắt hay gì sự cố nó không may nó xảy ra mà nó nhỡ nó găm vào đây ấy. Đó, nó sẽ xảy ra những cái sự cố không may. Có những cái nắp an toàn này cực kỳ là ok này. Đấy, trên cái phần là đây cái đằng sau thì dây tem mác còn đây nha các bác nhé. Đây đằng sau tem mác đây có một miếng thép bằng nhôm đây này, một miếng bằng nhôm là có ghi số hiệu này T10719 này. Đó. Cái mặt sau thì tem mác hướng dẫn sử dụng đầy đủ đây các bác nhé, có mắc in da băng này. Cái cuộn này cuộn dây xám nha các bác, mà chiều dài của dây là 29 mét. Đó, 29 mét. Đó, tất cả đều ok, Zulo trơn tru nhé. Là mã C6 là 1,3 triệu nhé các bác. Đó, 1,3 triệu. Tiếp theo là mã C7 ạ. Đây tất cả là em có cắm đèn và test và lên đèn đều, tất cả đều lên đèn hết nha các bác nhé. Đó, tất cả đều lên đèn hết. Mặt Zulo cực kỳ mới đây này. Đấy, trơn tru nhá, trơn tru cực kỳ đẹp. Tất cả đây khóa an toàn này. Và có tất cả đều có là CB chống giật nhá. Tất cả CB chống đều có CB chống giật. Cái dòng này thì cái cuộn này của nó là dây lõi trong nha các bác. Tức là cái vỏ ngoài nó là nhựa trong á. Vâng. Dòng này thì cũng là dòng 2 da và cũng là lõi đồng 2.5 nha các bác nhé. Đó, Zulo cực kỳ đẹp luôn. Dạ, mã C7 là 1,350.000 nha các bác. 1,350.000. Cái giá sản phẩm là em chưa có bao gồm phí ship ở trong đấy nha các bác nhé. Đó. Tiếp theo là mã C8 ạ. Mã C8 em lên một cái cây xẻng. Đó, cây xẻng, cây này thì cực kỳ đẹp đây ạ. Cái phần xẻng có dập là chữ da băng đây nha các bác nhé. Ở trên thân là có dấu zip của nội địa này. Đó, có hình logo, có hình con chuồn chuồn này và có các ký tự La Mã đây nhé. 3638 nhé các bác nhé. Đó, 3638. Đấy, tình trạng bề mặt thì còn tương đối là ok này. Nó chỉ bị nhăm chứ không bị nhăm thôi chứ không có vết lộ rỗ gì các bác nhé.
Đấy, tình trạng thép còn rất ok đây này. Đó, bề mặt của nó đây. Thân cán thì được làm bằng gỗ nha các bác. Bằng gỗ. Và cái phần thân cán này còn cực kỳ là cứng chắc luôn này. Đó, cái phần này thì cũng bằng thép này. Còn tương đối sáng, nó chỉ bị chóc xi thôi. Chỉ bị chóc lớp xi nước nước sơn bên ngoài thôi ạ. Đấy, tất cả còn đều ok hết các bác nhé. Tổng chiều dài em cây này em đo được là 86 sen nhé các bác, 86 sen. Và cái chiều ngang chiều rộng của lưỡi sử dụng là được hơn 23 sen nhé. Và cái tổng chiều dài của lưỡi sử dụng là 29 sen này các bác này. Dạ. Mã C8 là 280k nhé các bác. Đây ạ, C8 là 280k. Dạ, tiếp theo là mã C9 nhé các bác. C9 em lên cũng là một cây xẻng, nhưng cây này dòng lưỡi lưỡi tròn nhé, chứ không phải lưỡi lưỡi bằng như cây trước. Đó. Thép thì còn cực kỳ là ok đây, bề mặt còn sáng này, bề mặt còn sáng, chỉ bị nó chỉ bị ám thôi. Gọi là ám màu vào thôi chứ không có bị rỗ dĩ gì các bác nhé. Đây, bề mặt lưỡi sử dụng còn rất ok này. Phần thân cán này. Đây có logo hình con voi nhé các bác nhé. Đấy, có ký hiệu Steel K4 này. Đây ạ. Đó. Cây này thì ở phần bên ngoài thì cái lớp sơn nó có bị bong chóc rồi các bác nhé. Bong chóc cũng tương đối là nhiều ấy. Nhưng cái phần thép thì em thấy là cũng còn khá là ok nhé. Còn cứng chắc cực kỳ luôn. Cái phần tay nắm bằng gỗ ở đây này, không có bị xoay lắc gì nhé. Cực kỳ cứng chắc. Và các vết mối hàn ở những cái phần tay cầm này nhé, vẫn còn nguyên đây này. Không có bị lỗ rỗ hay là bị nứt vỡ gì các bác nhé. Chiều dài lưỡi sử dụng của ấy, chiếc này là được 26 sen này các bác. Chiều dài lưỡi sử dụng là 26 sen và cái chiều rộng là 23 sen ạ. Tổng chiều dài lưỡi và thân cán là em đo được là 94,5 sen nha các bác, 94,5 sen. Mã C9 là 280k nha các bác. Tiếp theo là mã C10 ạ. C10 em lên một cái cây xẻng, cây này thì cán gỗ và trên có dập logo hình núi Phú Sĩ nhé các bác nhé. Và có các, đây có chữ ở đây nhưng mà em thấy nó cũng hơi mờ mờ một chút. Đây, nó hơi hơi mờ một chút. Đó, có logo của núi Phú Sĩ này. Cái bề mặt sau của nó thì còn rất là đẹp này. Bị lớp sơn xi mạ thì cũng bị chóc này. Và bề mặt này thì gọi là bị cũng bị nhăm nhẹ đây các bác này. Bị nhăm nhẹ này. Đó. Còn khá là cứng chắc. Cái phần thân cán gỗ này còn chắc cực kỳ nhá. Không có bị mục hay bị vỡ hay là bị nứt gì các bác nhá. Đây, phần tay cầm thì còn chắc chắn này. Tay cầm chắc chắn nhé. Đây những cái mối, đây các cái chốt đây này, còn cực kỳ ok luôn, không có tình trạng là lỏng lẻo hay gì các bác nhé. Đó, không có tình trạng lỏng lẻo. Chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này là được 29 sen này các bác. Đây này, vừa nãy em chưa ấy, cái bề mặt đằng trước đây này, cái phần này cũng bị nhăm này các bác này. Bị nhăm rỗ, nó chỉ bị phần nhăm rỗ ở phần đầu đây thôi, một tí đây thôi. Nhưng em nghĩ là không ảnh hưởng nhé, cực kỳ cứng luôn. Đó. Chiều dài, tổng chiều dài lưỡi sử dụng là được hơn 29 này các bác này. Hơn 29 và cái chiều rộng của nó được 22,5 cm nhé các bác. 22,5 cm. Tổng chiều dài lưỡi và thân cán là được 96,5 cm nhé các bác. 96,5 cm. Mã C10 là 300 nhé các bác. Đã, tiếp theo mã C11. C11 em lên một cây này cũng có logo hình con voi này. Logo hình con voi và có chữ ở đây. Cây này thì lớp sơn xi mạ cũng bị bong hết rồi, nó chỉ bề những lớp thép thì còn nguyên ok nhá các bác nhé. Đây ạ, cái bề mặt nó chỉ bị ám và bị nhăm nhẹ thôi, bị nhăm nhẹ cực kỳ nhẹ luôn và lưỡi còn khá là tương đối là dày nhé. Đây, mặt sau cũng vậy luôn, mặt sau cũng vậy luôn. Ở đây cũng bị bong chóc lớp sơn này. Cây này thì lớp sơn bong chóc khá là nặng nhé. Nhưng mà phần thép thì cây này thì được làm hoàn toàn là bằng thép. Đây, các mối nối của nó đây còn các mối hàn đây nhá. Còn cực kỳ là ok nhá các bác nhá, không có tình trạng bị sét hay nhăm rỗ hay là nứt gì nhá. Đây, tất cả phần cán cũng vậy luôn. Đó. Cái phần thép là cực kỳ ok luôn.
cái phần tay cầm này luôn này. Để chỗ này người ta cũng hàn nhé, nhưng các mối hàn của người ta còn chắc chắn cực kỳ luôn, không có tình trạng là nhăm rỗ sét rỉ gì nhé. Đó. Và cũng không có bị nứt hay là bị móp méo gì đâu các bác. Đây phần tay cầm đây. Đấy, cây này thì ở đây là có bên này là có một lỗ này và bên này cũng có một lỗ. Là hai cái lỗ này các bác có thể luồn dây qua khi mình không sử dụng là các bác có thể treo lên. Đó, rất là tiện. Thì thay vì mình buộc vào cán này thì mình có cái hai cái lỗ này thì nhìn nó khá là thẩm mỹ nhé. Đó, phần tay cầm đây còn chắc chắn nguyên này các bác này. Đó, lớp thép thì còn cực kỳ ok nhá. Chiều rộng lưỡi à, chiều dài lưỡi sử dụng cây này em đo được là 28,5 cm này và chiều rộng là được 23 cm nhé các bác. Chiều rộng 23 cm, tổng chiều dài lưỡi và thân cán thì em đo được là 96 cm nhé các bác. 96 cm ạ. Có logo hình con voi đây ạ. Đó, mã C11 là 280k nha các bác. Và tiếp theo là C12. C12 em lên một cái cây cây này, cây xẻ beng. Đúng là cái lứa cái này là em cái cây này là em tự làm, em tự hàn này. Đó, cái này là em tự hàn thêm lên tại vì có một số bác dặn nhá, cho nên là em đây em có hàn rất là chắc chắn rồi nhá. Cái phần này là phần cái lưỡi này, lưỡi đục bê tông nhá, gọi là người ta gọi là lưỡi đuôi chuột à, lưỡi lưỡi xẻng đuôi chuột là đuôi lục giác ấy. Đây, cái này là dùng cho máy Makita đục bê tông ấy. Vâng. Đó, nhưng mà em thấy cái này ví dụ mình gắn như thế này này, về các bác có thể làm xẻ beng hoặc xẻng là nó rất là cứng nhá. Tại vì cái thép mà đục bê tông này này, em đảm bảo cái thép này thì không biết dùng không biết bao giờ nó mới mòn mới hỏng được nhá, và cực kỳ cứng chắc luôn. Đấy, nó khá là dày. Đây. Em đo cái độ dày của cái lưỡi này thì nó được nó tới 8 ly nhé các bác nhé. Dày 8 ly. Không, em lo phần này thì nó sẽ ra được là 7 ly này. Đó. 7 ly nhé, 7 ly. Cực kỳ dày luôn. Và cái lưỡi đục bê tông thì các bác biết rồi, nó cực kỳ dày. Ở đây thì có logo, đúng là cây này có logo của Maver đây này, nhưng mà lúc em chà thì nó bị em không để ý nên là nó em chà luôn vào cái logo của cái lưỡi này rồi nhé. Còn đây cái phần thân cán của cái xẻng này thì được em làm là bằng cái chất liệu là thép thép không rỉ nhá. Thép này là xài cho ống hơi và cực kỳ dày luôn. Đó, cái cây thép này thì dài xài không biết bao giờ mới hỏng, dòng thép không rỉ này. Đó, cứng chắc luôn. Và ở trên cái phần đầu đây này. Cái phần đầu này này, cây này là cũng là mũi đục bê tông nha các bác. Đây, mũi đục bê tông. Em lấy em hàn vào cái phần đầu này, ví dụ như các bác là đục nền móng bê tông ấy, là bằng cái mũi này nhá. Đó, là cực kỳ ok luôn. Cây này cũng mũi đục bê tông và có logo đây của hãng BM này, cũng của Nhật Bản nhé. Đó, thép là thép ở hai đầu, một đầu lưỡi và một cái đầu này cũng là đều, tất cả đều của Nhật nhé. Đó, cái này chỉ là mỗi cái phần thân này thì em lấy cái ống tiếp em hàn vào nó thành một cây xẻ beng như này thôi. Đây ạ, chiều dài lưỡi sử dụng của cái cây này thì em đo được nó là 15 nhé các bác. Dạ, khoảng 15 cm. Tại vì nó dài nên em cầm đã hơi vướng này, khoảng 15 cm này. Và chiều rộng của nó là được 10,5 cm này các bác, 10,5 cm nhé. Và tổng chiều dài đây ạ, để em đo tổng chiều dài. Tổng chiều dài cây này em hàn là 1m57 nhá, khoảng 1m57. Dạ, 1m57. Thì các bác ví dụ như mình có nhu cầu thì mình mua về sử dụng cho gia đình nhà mình là ok nhé các bác nhé. Phù hợp với đất cứng hay sỏi đá gì là như cây này là làm thì cực kỳ ok luôn. Mã C12 là 450 nha các bác. Rất là nặng. Tiếp theo mã C13. C13 em lên một cây cuốc chim. Đó. Cây cuốc chim này là của hãng ASK này, có số hiệu là L5K nha các bác. Đây ạ. Tình trạng cái lớp sơn bên ngoài nó bị bong chóc nhẹ lớp sơn đây thôi. Phần thép sử dụng thì còn ok này. Cái lưỡi này thì em chưa mài bén. Đó, lưỡi này thì em chưa có mài bén vì cái dòng cuốc chim này em chưa có mài bén lưỡi. Tình trạng còn rất đẹp các bác nhé. Nước sơn đây ạ. Phần thân cán nó đây. Thân cán rất là ok nha các bác nhé. Cán thì cực kỳ chắc chắn luôn. Cực kỳ chắc chắn.
Và tổng chiều dài của cái quốc chim này là tổng chiều dài của nó khoảng 47 cm nhé các bác, khoảng 47 cm. Và cái chiều rộng lưỡi sử dụng được 7 cm nhé các bác. Đây, chiều rộng của lưỡi được 7 cm. Tổng chiều dài thân cán, tổng chiều dài cái cán này em đo được là 90 cm này các bác này, 90 cm. Mã C13 là 280k nha các bác. Đó, tiếp theo C14 là một cái cây cuốc của Nhật nha các bác nhé. Đó, cây cuốc của Nhật, cái bề mặt lưỡi còn rất là đẹp đây các bác. Đó. Không có bị rỗ hay gì các bác nhé. Nó chỉ bị nhăm thôi. À, nó chỉ bị ám do để bãi lâu thôi và không có bị lỗ rỗ gì nhé. Đấy, còn rất là ok này, lớp thép còn rất đẹp nhé, cán củng khâu khiết còn nguyên đây này. Đấy, đây trên phần thân cán vẫn còn tem mác đây nhé, bị bong tróc hết rồi. Cán thì còn chắc chắn các bác, cán chắc chắn. Chiều dài lưỡi sử dụng em đo được là 14 cm này, và chiều rộng của nó là được 10,5 cm nhé, hơn 10,5 cm. Tổng chiều dài của thân cán là 1m04 nhé các bác, 1m04. Cây này phù hợp cho các bác có thể là mình cuốc trồng rau, trồng những cái vườn rau nhỏ hoặc là trồng cấy bonsai gì đấy nhé các bác nhé. Mình làm nông hay gì xài cái cuốc Nhật thép của nó thì cực kỳ ok luôn. C14 là 280 nhé các bác, một cây cuốc Nhật. Và tiếp theo C15, cây em lên một cái lưỡi cuốc nhé các bác. Cái này thì còn lưỡi thôi, phần cán thì ở bãi người ta cưa đi rồi. Đó, người ta cưa rồi. À, đây ạ. Cái lưỡi này thì cái bề mặt ở phần trên này này, nó có bị nhăm rỗ rồi các bác nhé. Bị nhăm rỗ nhưng nó không ảnh hưởng. Em thấy lớp thép này còn khá dày đây. Tại vì em thấy lớp thép còn khá dày cho nên là tình trạng còn được. Nên em lấy về xem phù hợp với bác nào về chêm cán và sử dụng nhé. Đó, nó được gần 6 ly nữa cơ. Gần 6 ly cơ. Và đặc biệt đấy là nó có chữ ở đây này các bác này. Nó có khắc hai chữ ở đây nhé. Cái chữ khắc là đang còn đây này. Chữ này chữ kiểu chữ được khắc thủ công luôn nhé các bác nhé. Đó. Đây cái bề mặt nó đây, những cái mối hàn của cái đầu cuốc đây. Còn chắc chắn nhá. Chắc chắn luôn. Chiều dài của cái chiều dài của lưỡi sử dụng em đo được là gần 19 cm này. Gần 19 cm. Và chiều rộng lưỡi sử dụng sẽ được là 11 cm nhé các bác, 11 cm. Dày nãy em đo dày khoảng độ 6 ly, hơn 6 ly nhé. Mã C15 là 180 nhé các bác. C15 180. Tiếp theo mã C16 ạ. C16 em lên một cái cây cuốc nhỏ phù hợp mình có thể trồng những cái vườn rau nhỏ hoặc xới đất mình trồng bonsai hay gì đấy các bác. Cây này tình trạng đây, cái lớp xi mạ của nó, cái lớp tem mác đây, tem mác thì đang còn nhé, do để bãi bị mưa gió ẩm ướt là nó cũng bị bong tróc đây nhé. Đó, còn lớp sơn ở trên thân cán này còn nguyên này. Đó, cây này mới gần như chưa sử dụng luôn các bác nhé, mới gần như chưa sử dụng luôn. Đây bề mặt lưỡi đây, lớp sơn xi mạ còn nguyên như các bác này. Đó, còn nguyên. Thép còn sáng bóng này. Tổng chiều dài lưỡi sử dụng cây này sẽ được 11,5 cm này. Và cái chiều rộng em đo được là 8 cm này các bác. Tổng chiều dài thân cán đây ạ. Nó được 36 cm nha các bác. Ở đây thì có sẵn một cái sợi dây này, khi các bác không sử dụng thì các bác có thể mình rửa xong rồi mình treo lên nha các bác nhé. Đây cái phần đây ạ, nó có cái phần chốt ở đây, em chưa có đóng xuống cho nên là cái cán hơi lỏng, chứ đóng xuống là sẽ cực kỳ chắc chắn nhá. Đó, tí nữa em sẽ đóng cái này lại cho nó chắc chắn luôn, các bác mua về chỉ việc sử dụng thôi. Mã C16 là 170 nhá các bác. C16 là 170. Dạ, tiếp theo mã C17 là một cây liềm, em lên một cây liềm. Cây này thì cũng tình trạng là còn mới và chưa sử dụng này. Đó, cán củng này kia do để bãi thì nhìn nó không còn, nó hơi bị bám bẩn một xíu nhá. Đó. Nhưng mà chưa có sử dụng luôn. Phần tem mác đang còn đây nhá các bác nhá. Tem mác đang còn này. Đấy, còn tem mác này. Cái chất liệu của cái liềm này thì được làm bằng thép DB này các bác. Đó, có các dập các chữ của Nhật đây đây nhá các bác nhá. Rất là rõ. Thép, dòng thép này thép không gỉ luôn. Lưỡi thì cực kỳ sắc bén. Đó. Tất cả các chốt các khâu chắc chắn luôn nhá các bác nhá. Đó.
được làm bằng thép không gỉ. Tổng chiều dài lưỡi sử dụng em đo được là khoảng 15 sen này, khoảng 15 sen này các bác. Và cái tổng chiều dài thân cán em đo được là 33 sen nhé các bác. Dạ. Mã C17 là 120 này, 120. Và mã C18 em lên một cây cưa cắt cành nhé. Đây, một cây cưa cắt cành. Cái tình trạng lưỡi, cái bề mặt của nó thì nó có bị xước cái lớp xi mạ bên ngoài thôi, nhưng cái lưỡi này thì em kiểm tra là còn rất là ok nhé. Và em cũng đã thử cắt rồi nhé, cực kỳ là ngon luôn đấy, cực kỳ là bén. Đó, rất là bén luôn. Đây, phần thân cán thì còn ok nhé. Đây, các chốt của nó đây. Ở đây có thể không sử dụng các bác gấp như thế này, rất là gọn này, gọn và tiện lợi nhé. Ở đây có cái lỗ này thì các bác khi không sử dụng mình có thể luồn cọng dây vào đây, không sử dụng mình có thể treo lên nhé, tiện lợi. Đó. Một cái cưa cắt cành. Tổng chiều dài của lưỡi sử dụng em đo tổng chiều dài lưỡi sử dụng khoảng 20 cm nhé các bác, 20 cm. Và tổng chiều dài thân cán em đo được là 48 cm này. Đó, dài 48 cm. Mã C18 là 80k nha các bác. Lưỡi còn ok luôn. Đó, tiếp theo C19. C19 em lên cũng một cây cưa cắt cành nữa. Cây này thì tình trạng là còn mới hơn cây kia và sáng bóng hơn, lớp thép còn rất đẹp nhé. Tất cả các lưỡi đều và không bị gãy hay mẻ răng nào nhé. Đó. Cây này thì đặc biệt là cái được làm bằng cái cán rất là đẹp đây này. Cái cán rất đẹp và phần đuôi là có cái phần dây da nhé. Dây da khi không sử dụng nhìn cực kỳ thẩm mỹ luôn. Đấy. Rất là đẹp. Cái khâu này được làm bằng đồng, cái chốt này được làm bằng đồng này, cái chốt để đút cái da này, dây da được làm bằng đồng nhé các bác nhé. Tem mác thì đang còn đây. Nó cây này thì cũng gần như là chưa sử dụng luôn. Đây ạ, vẫn còn nhãn mác ở đây, tức là hướng dẫn sử dụng. Khi mình không sử dụng thì các bác có thể ấn cái chốt này này. Đó, ấn xuống như thế này mình bẻ vào. Rất là an toàn nhé các bác nhé, cực kỳ an toàn. Không sử dụng các bác có thể treo lên, rất là tiện. Đây, khâu chốt của nó còn cực còn nguyên này, không có bị, nó cũng không có bị lung lay hay gì nhá. Đó, cực kỳ ok luôn. Cây này thì chiều dài ấy cũng như cây kia nhá, em có đo rồi. C19 là 130. Tiếp theo là C20 một cây kéo cắt cành. Cây này thì còn mới nha các bác, hàng siêu thị ra nhé. Cây này là hàng siêu thị ra luôn. Siêu hàng thanh lý siêu thị này. Đó. Đây có tất cả đều có nguyên tem mác này, giấy dùng này, đó, bao vỏ hộp đầy đủ nhá. Đây có size này là size 300 đến 350 mi này. Đây ạ. Nó các phần hướng dẫn ở đây. Có chữ Mắc In Gia Băng đây các bác nhá. Mắc In Gia Băng có logo hình xương rồng này của cái này của hãng Saboten này. Saboten là chuyên sản xuất về các dòng bonsai với cả cưa cắt cành kéo các kiểu ấy. Dạ. Bên trong rất là mới, rất là đẹp nhé các bác. Cây này chưa sử dụng luôn, hàng mới luôn ạ. Dạ, hàng mới luôn. Cây này size 350 này. Phần thân cán là mới nhé. Thân cán mới, các ốc còn mới luôn này. Đó, chưa sử dụng luôn. Cán thì được làm bằng nhựa. Tay cầm thì có các cái dấu vân ở đây chống, để mình cầm vào đỡ, gọi là chống trơn nhé các bác. Chống trơn. Đó. Ở phần đuôi thì cũng có một cái lỗ này để khi mà không sử dụng các bác có thể treo lên này. Nhưng ở đây đi theo là nó kèm theo một cái bao vỏ này, mình có thể đi, các bác có thể đi vào vườn cắt cây ấy. Cái phần này thì mình đeo vào thắt lưng nhé. Đeo vào thắt lưng khi không sử dụng là đút như thế này này, vừa an toàn và tiện lợi cho các bác nhé. Mình có thể trèo thang leo cao hay gì đấy đều rất là tiện lợi này. Đó. Chiều dài lưỡi sử dụng của cái cưa này, chiều dài lưỡi sử dụng của cái cưa này là được 34 cm nhé, 34 cm. Và cái lưỡi khá là dày đây. Lưỡi thì em đo được là dày 1 ly nhé các bác. Lưỡi 1 ly. Ồ, khá là cứng nha các bác. Khá là cứng. Đó. Cứng chắc luôn. Mã C20 là 250k nha các bác. Hàng thanh lý siêu thị Nhật nha các bác. Đó. C21. C21 em lên một cây xẻng để làm bonsai nhé các bác nhé. Cây xẻng, cây xới đất để làm bonsai. Đây, phần dây này không thẩm mỹ, em tháo ra luôn. Đây. Đấy, phần tay cầm bằng gỗ trên thân cán đang còn tem đây nhé.
Đó, hàng này dạng hàng mới chưa sử dụng này, nhưng do để bãi thì những cái phần ám bụi bẩn lâu ngày ấy, nó có ám vào đây. Đó, ám vào đây thì thành ra cái cán gỗ này nó hơi dơ một xíu này. Những cái bề mặt của nó là thép thì còn sáng nguyên như các bác nhé. Đây ạ, đây là có chữ in của Nhật đây các bác nhé. Đây. Đó. Cái bề mặt sau đây cũng vậy này. Dòng này cũng dòng thép không gỉ nhé các bác nhé. Cái dòng này là thép không gỉ này. Đó. Chiều dài của cái lưỡi này là được 14 cm này. Và cái chiều rộng em đo phần trên lớn nhất là được 8 cm nhé. Đó, phần lớn nhất được 8 cm và đi xuống. Tổng chiều dài em đo được là 28 cm nhé. Đấy, 28 cm. Cây này gần như mới chưa sử dụng, chỉ có điều phần cán nó thì hơi dơ một chút thôi. Đấy, bác nào ấy về mình spa lại cái cán là sẽ như mới nhé. Dạ, C21 là 100k nha các bác. Tiếp theo C22, C22 em lên một cặp luôn. Một cặp cũng một cây đào đất, cây này thì cái thép tương đối là dày, nhưng mà cái này được làm là dòng thép có gỉ nhá. Thép này thép dễ bị gỉ này, khi nó bong tróc lớp sơn này dễ bị gỉ, nhưng cái lớp sơn này của nó thì em khẳng định là nó rất là khó bong tróc nhá. Đó, như những cái xẻng hay cái gì các bác dài xài đồ Nhật thì các bác biết rồi, rất là khó bong tróc. Và cây này giống như kiểu cũng là một cây để mình đào xới này, đào xới cho tơi đất lên ấy. Đấy, hôm nay cái mã này thì em bán theo bộ là một cây xới và một cây đào xúc nhé, một cây xới và một cây đào xúc. Thì em đo cái lưỡi của cái cây xới này là được 15 cm nhé các bác. Và cái chiều rộng chỗ em đo lớn nhất là được 9 cm này, và tổng chiều dài của nó là được 29 cm nhé. Phần thân cán gỗ đây, lớp sơn còn nguyên và cây này chưa xài luôn. Em bảo gì em quên mất rồi nhỉ. C22 là hai cây, một cây sới, một cây xẻng đào đất, là C22 là 160k nhé. 160. Combo này em bán hai cây. Tiếp theo C23, một cây kéo tỉa. Đó, một cây kéo tỉa bonsai nha các bác. Cái dòng này tỉa những cái lá rồi lá răm cành nhỏ thôi nhé các bác nhé. Ví dụ nhỏ nó tầm, ví dụ cắt tầm cành như cái chiếc đũa chẳng hạn đó. Chứ còn nếu lớn hơn là nó không được nhé. Lớn hơn thì không được, tại vì nhỏ thì nó xài việc nhỏ thôi, cái lưỡi nó như thế này mà ép cắt cành lớn thì cái gì nó cũng hỏng hết. Đấy, hàng này thì hàng gần như mới luôn này các bác nhé. Đó, của seller này. Đó, seller. Cái phần đuôi này, cái phần đây có cái phần dây khóa này được làm bằng da nha các bác nhé. Đây, được chất liệu là được làm bằng da. Các chốt còn ok này. Phần thân cán ở đây có bọc nhựa, lớp nhựa còn mới này, không có bị nứt vỡ hay bị cháy xước gì nhá. Đây, tất cả nhìn đều còn mới nguyên này. Đó. Không sử dụng nữa các bác khóa vào, nhìn khá là thẩm mỹ nhá. Đó, nhìn rất là đẹp. Tổng chiều dài của lưỡi sử dụng là em đo được là khoảng 4,5 cm này. Đó. Tổng chiều dài cây này thì được khoảng gần 19 cm nhé, gần 19 cm. Mã C23 là 130k này các bác, 130. Đó, tiếp theo mã C24 là em lên một cây kéo cắt vải nhé. Đó, một cây kéo cắt vải. Cây này đây, có mắc in da băng này, chốt thì được làm bằng đồng đấy các bác nhé. Ở trên này có hai chữ của Nhật đây, có số la mã 12 nhé. Đây có chữ S và cái chữ gì nữa ấy. Họ dập em nhìn cái logo nhìn không ra. Khá là đẹp nha các bác. Tình trạng thì còn mới luôn. Chiều dài của lưỡi sử dụng của cái kéo này là được khoảng 14 cm này các bác, 14 cm nhé. Và tổng chiều dài thân cán á, là em đo được khoảng 31 cm nhé, khoảng 31 cm. Và cái phần lưỡi thì em thấy khá là dày này các bác này. Đó, khá là dày. Đây ạ, em sẽ đo ở cái phần đầu này nhé. Ở cái phần đầu này, đây, nó dày được 6 ly này các bác này, 6 ly nhá. Đó. Tất cả các chốt, những cái chốt này đều được làm bằng đồng hết này các bác này. Đó, tất cả được làm bằng đồng hết nhá. Cái phần này thì có bọc nhựa đây các bác. Bọc nhựa đây. Cái dòng kéo này làm cũng là dòng thép không gỉ này các bác nhá. Đó, thép không gỉ. Rất là sắc. Đây, để em cắt thử cho bác xem.
Dạ đây. Đó. Các bác có thể mua về hay các chị mua về mình làm may cắt vải, hoặc là những cái cây này mà bấm trụ ấy, bấm áo cổ trụ hay gì bấm trụ thì cực kỳ ok nhé. Bấm trụ góc thì cực kỳ ok luôn. Đó. Còn đây, test này, cắt cực kỳ ok luôn. Đó. Mã C24 là 250k nha các bác. C24 250k. Tiếp theo là mã C26. Em lại đánh nhầm mã tiếp rồi, mất C25 luôn. Và C26 ạ. C26 em lên một cây kéo cắt cành. Cây này thì thép là đúc nguyên khối nha các bác. Đó, cây này là thép đúc nguyên khối này. Đó, liền lạc với nhau nhé. Bề mặt của lưỡi còn khá là ok nhé các bác. Còn sáng này nó chỉ bị ám thôi. Đấy, lưỡi thì còn nguyên nhá, không có bị nhăm rỗ sứt mẻ gì nhá. Đấy, lưỡi còn nguyên và còn đầy đây này. Đầu lưỡi ăn ra từ góc nhá. Đó, ăn từ góc luôn. Tất cả các chốt nó đây ạ. Chốt còn khá ok nhá các bác nhá. Cây này thì em cũng chưa có spa kỹ. Nếu mà spa kỹ em đánh là nó ra hết cái gì này này, là nhìn nó sáng đẹp cực kỳ luôn ấy. Đó, cũng không có bị gì sét gì các bác nhá. Còn rất là đẹp. Đây các chốt của nó đây, chốt khóa ở đây nhé, đầy đủ hết, đầy đủ chức năng, còn ok. Cây này thì bao cắt cành cứng luôn, cành em xem nào, đây nó khoảng độ như ngón tay của em khá là to ấy. Đây cái bà cái ngàm lưỡi rất là rộng nhé. Tổng chiều dài cây kéo này em đo được. Đây, cái lưỡi lưỡi sử dụng nó dài được khoảng độ là 5,5 cm nhé. Khoảng 5,5 cm. Và tổng chiều dài thì nó khoảng độ là 20,5 cm này. Khoảng 20,5 cm. Cây này thì đẹp đúc bằng thép nguyên khối luôn các bác nhé. C26 là 250k này các bác. 250k. C27 em lên một cây cạp. Cây này các bác là mình cặt tạo sẹo cho bonsai các bác. Đây. Do để ở bãi thì cái vết này nó cũng nó chỉ dơ thôi. Nó dơ thôi, bị ám vào thôi chứ nó không. Bề mặt lưỡi sử dụng em thấy là còn ok nhá. Đấy, khít luôn. Đây trên thân là có dập chữ Nhật đây các bác nhá. Đây, dấu dập chìm các bác. Các chốt thì còn nguyên này, các chốt còn ok, lớp sơn xi mạ còn mới nhé. Lớp sơn xi mạ còn mới, cây này gần như là chưa sử dụng luôn. Còn khá là đẹp. Chỉ là cái đầu này do để bãi xong bắt đầu bị ám vào đây thôi. Bị ám vào đây thôi. Một cây cạp tạo sẹo bonsai này các bác này. Tổng chiều dài cây này. Tổng chiều dài em đo được là 21 cm nhé, hơn 21 cm. Đó. Và miệng cạp mở tương đối là rộng này. Thì em cố gắng em mở hết cỡ ra thì nó sẽ được khoảng độ 5,5 cm này các bác này, 5,5 cm. Và cái chiều rộng của lưỡi là được khoảng 1,6 cm này, 1,6 cm nhé. Đó, một cây cạp tạo sẹo bonsai. C27 là 500k nha các bác. Tiếp theo là C28. C28 cũng một cây cạp dành cho bonsai. Cây này thường hay đi một cặp lắm các bác. Dạ. Đây, tình trạng còn mới nhá. Lưỡi khít đầy đủ nha các bác. Lưỡi khít đầy đủ luôn. Đây, cũng có dập chữ chìm ở đây các bác nhé. Đó, dập chữ chìm này. Lớp sơn xi mạ đang còn này. Đó, chốt chủng còn nguyên nhá. Cây này em đo được là 20, gần 20,5 cm này. Gần 20,5 cm. Cái miệng rộng hết cỡ thì em đo ở cái phần hẹp nhất, ở phần đầu hẹp nhất đây thì sẽ được là 3,3 cm này các bác. 3,3 cm. Và cái chiều rộng của lưỡi đây ạ. Chiều rộng lưỡi là 2 cm nhé các bác. 2 cm. C28 là 450k nhé các bác. 450k. Tiếp theo C29 ạ. C29 một cây kìm bấm các bác. Cây kìm bấm, cây này cũng dành cho bonsai các bác. Bấm kẽm hay gì này. Cái lưỡi còn khít nha các bác nhé.
lưới còn khít đó. Cái bề mặt thì cũng bị ám thôi chứ không có bị rỗ hay là sét gì gì nhá. Đó. Tổng chiều dài em đo được, tổng chiều dài thân cán là được khoảng 33,5 cm này, 33,5 cm. C29 là 200k nha các bác. Cây này cũng đúc là đúc nguyên khối hết nha các bác nhé. Đó. Liền lạc hết với nhau. Tiếp theo C30. C30 cũng một cây kìm cắt kẽm cho bonsai này các bác này. Đó, cây cắt kẽm cho bonsai. Phần thân cán thì được làm bằng nhựa, đây ở phần đuôi này thì em thấy là có bị vuốt cái phần này rồi. Bị vuốt thì nó bị bong chóc ở hai cái phần này rồi. Đó. Còn lưỡi thì em thấy còn khá là khít này. Đó, lưỡi thì khít luôn. Ở cho góc trong thì nó hơi hở một tí đây các bác nhé. Nó chỉ hơi hở nhẹ một tí đây này. Đó, nó khoảng độ hở nhẹ, nó khoảng độ tầm nửa ly thôi. Đó. Tổng chiều dài của ấy, cây này em đo được là khoảng 20, hơn 20 cm này, hơn 20 cm. C30 là 200 nha các bác. Tiếp theo là C31. C31 em lên một cái cây, cây này là cờ lê tự động nha các bác. Đó, mình có thể cây này là cây đầu 1 phần 2 này, đầu 1 phần 2. Đó. Cây này hàng mới nhé, hàng mới chưa sử dụng luôn. Test các chức năng đều ok hết nhé. Trái phải này. Nghe rất là giòn nha các bác. Hàng mới chưa qua sử dụng này. Chắc chắn luôn. Tay cầm thì được làm bằng nhựa và có những cái đường vân ở đây chống trơn nhé. Có làm vân chống trơn. Và có chữ GS này. Wakio nhé. Có chữ da băng này. CRV. À, đây là CRV, chất liệu là thép CRV nhé các bác nhé. Và có chữ da băng dập chìm nhé. Tất cả đây dập chìm hết. Dạ. Cây này cây đầu 1 phần 2 nhé. Đầu thông dụng nhất đấy các bạn. Cây này em đo được chiều dài là 20, gần 25 cm này. Gần 25 cm. C31 là 170k này các bạn. C32 em lên một cái cây mỏ lết răng của hãng MCC. Cây này là size 350 này. Thân cán thì được làm bằng nhôm nha các bạn. Đó. Liền lạc. Cực kỳ sáng, cực kỳ đẹp luôn. Có đầu gật gù nha các bác, có đầu gật gù và lò xo là còn khá ok này. Đây cái lò xo để gật gù khá ok nhé. Rất là trơn tru luôn. Đây em vặn vào hết thì nó sẽ được như thế này. Miệng vặn vào hết thì em vặn vào hết thì cái miệng nó đây kẹp vặn vào hết kẹp là thì miệng kẹp nó là tầm 1,4 cm này, tầm 1,4 cm, tức là ống 1,4 ly. Đây để em vặn ra hết này, em test xem là nó có thể kẹp được ống bao nhiêu ly. Cây này cái lưỡi này có thể tháo rời được ra nha các bác, nhưng mà để kẹp khỏe nhất thì thường sẽ để ở phần này. Và kẹp mà đi ra ngoài nữa thì vẫn vẫn ra được các bác. Và có thể kẹp được ống khoảng độ đường kính tầm gần 5 cm này. Đường kính tầm 5 cm, ví dụ như là ống 4 kẹp chắc khoảng độ tầm bộ ống 40, 45 đến 50 cũng được. Tổng chiều dài cây này em đo được là 35 cm nhé các bác. Đấy, phần thép thì còn rất là mới đây. Răng lợi còn nguyên nhé, không có bị sứt mẻ gì nhé. Đây, răng lợi còn nguyên không bị sứt mẻ. Cái này là chỉ là vết nhựa thôi nhé. Đây, đây chỉ là cái nhựa do họ làm, em chưa cậy ra thôi, chứ nó chỉ là cái nhựa thôi nhé. Ốc ác là không có bị sứt mẻ gì nhé. Các chốt đều ok này. Đó. CWVDA này. Đây các chốt của nó đây, chốt khóa còn cực kỳ ok luôn nhé. Đây thép rất là dày này các bác này. Thép rất là dày. Em đo xem nào. Thép này dày 4 ly nha các bác. Đó, thép dày 4 ly, cực kỳ dày luôn, cực kỳ chắc chắn. Một cây mỏ lết dành cho các bác làm điện nước nhá. Bằng MCC của hãng MCC này, một hãng nổi tiếng, là size 350. Mã C32 là 280 nhá các bác. C32 280. Dạ, tiếp theo em lên một cái cây đội nhé các bác.
Dạ. Tiếp theo em lên một cây đội, cây này đội 6 tấn nha các bác. Dạ, đội 6 tấn. Đây ạ. Còn khá là ok nha các bác. Cây này mới chưa xài luôn. Cây này đấy, em lại bỏ. Đấy, nãy em quên cái tay vặn em phải đi tìm, các bác thông cảm nhé. Đây các bác. Cái cây đội này là cây đội 6 tấn nhá. Trên có tem mác đây, có ghi hãng ở đây và có các cái tiếng Anh đây này. Đó, tiếng Anh đây. Cái đội này thì còn mới và chưa sử dụng nhá các bác. Còn mới và chưa sử dụng. Đây, em sẽ mở ra và ấn xuống hết cỡ này. Đó. Xài cực kỳ ok luôn. Bây giờ em khóa và em bơm test cho các bác này. Đó. Cái phần tay cầm này là có thêm một đoạn nối nữa nhé. Nhưng tạm thời em cứ cầm thế này để em test cho các bác xem đã. Đó. Khá là lớn. Bơm rất là nhẹ các bác. Thế nhưng bây giờ nó đang chưa có tải, em bơm em cảm thấy nó rất là nhẹ. Nhưng thường cái dòng thủy lực này các bác có đội lên thì nó dòng thủy lực mà. Cái ti nó đẩy nó rất là khỏe nhé các bác. Đó. Rất là cao luôn. Đó, đến đây là hết rồi này, em thấy là hết rồi này. Tổng chiều cao của cái cây đội này em đo từ dưới lên trên là được 32,5 cm này các bác. 32,5 cm. Đó. Và cái đường kính cái ti, đường kính của ti đội này, cái đường kính của nó được khoảng độ 3,44 cm nha các bác nhé. Khoảng 3,4 cm. Dạ. Dạ, cái đội này, cái đội 6 tấn này là giá là 450 nha các bác nhé. 450. Dạ, đi kèm theo cái đội này là đây ạ, nó có hai cái tay cầm đây nha các bác nhé. Nó có hai tay. Hai cái này mình có thể mình nối vào nha các bác nhé. Đây nó có khớp nối của nó đây này. À, đầu này này, đó, nó có khớp nối này. Để các bác có thể là mình đưa vào sâu và kéo dài dễ dàng sử dụng nhé. Đây ạ, cái cây này các bác để trên xe ô tô nhé. Đi nhiều khi mình gặp sự cố hay gì ấy là mình có thể sử dụng được luôn nhé các bác. Nhiều khi là thay lốp, thay lủng gì đấy, là ngang đường hay gì các bác có thể đội và sử dụng được luôn. Để trong xe thì nó cũng nhỏ gọn thôi. Đấy, giá thành thì nó cũng bình dân chứ không cao lắm. Đó. Cây này chịu 6 tấn nhé các bác. Đội 6 tấn. Dạ, tiếp theo em lên một cây đội. Cây này thì nó nhỏ hơn, cây này là cây 2 tấn nha các bác. Đây, trên phần tem mác còn đây, cây này thì đã qua sử dụng này. Cây này thì đã qua sử dụng rồi nhé. Đấy, cây này thì tay cầm nó không còn nữa các bác. Đây ạ. Đấy, nhưng mà em cũng có bơm test. Đây, em lấy mượn tạm cây này đi, em bơm test này cho các bác. Bác nào mua thì em sẽ... Bác nào mà chốt cây này ấy, thì em sẽ cắt một cái khúc thép và em sẽ làm để làm cái phần vừa tay vặn và vừa tay cầm nhé. Sẽ kéo dài. Đó. Nên bác nào chốt thì em sẽ làm một cây bằng thép không gỉ và dày cứng cho các bác luôn nhé. Đây, giờ em vặn cứng và em đội lên này. Vặn chưa cứng nữa. Chờ em chốt. Đây. À đây. Rồi ok. Đây các bác nhé. Hoạt động bình thường luôn. Lên khỏe luôn các bác. Đó. Đây. Tổng chiều dài của cái cây đội này em đo được là 30,5 cm này các bác. 30,5 cm. Mà cái ti của nó thì ti của nó dày khoảng 2 cm này các bác. Đường kính 2 cm nhé các bác. À đâu, ti nó 2,2 ly. 2 phần 2 nhá. Ti là 2 phần 2. Dạ. Đây để em tháo khóa mà ấn nó xuống cho gọn. Đây em xả ra này. Đó, ok luôn nha các bác nhé. Hoạt động bình thường. Cây đội 2 tấn này, tem mác đang còn nguyên đây các bác nhé. Cây này thì có qua sử dụng rồi. Cây đội này là giá 350 nha các bác. 350. Bác nào chốt thì chụp lại màn hình gửi Zalo em nhé. Hoặc là nhắn tin là mua đội hay gì đấy thì để em biết được. Tiếp theo em lên một cái sợi dây khò ga của hãng Rikoto này các bác.
Đó, khóa ga Rikoto, tình trạng dây thì còn mới và đẹp nhé, không bị dập nát hay móp méo. Dây này thì dài khoảng độ 2 mét nhé các bác, dây dài 2 mét. Do cái tình trạng để bãi, đây này, em vuốt qua cái nó sạch này. Đó, cái này em chưa lau chùi vệ sinh kỹ càng nữa. Đó, bác nào mua thì em sẽ lau chùi vệ sinh sạch sẽ nhé. Đây, cây này cái đầu của nó, các ống được làm bằng đồng đây nhé. Và tay cầm có chốt khóa vặn ở đây cực kỳ tiện lợi nhé. Đó, các bác vừa khò vừa chỉnh được ga to, ga nhỏ này. Và khi không sử dụng các bác có thể tiện tay vặn khóa luôn nhé. Đây, cũng có các vân chống trơn nhé. Đó, dây thì dây cao su. Em xem đường kính của dây. Đây, cái phần các bác để gắn vào cái bình ga ấy. Đây, nó có van cao su đây này. Còn nguyên nhé, không có bị dập nát hay gì. Tất cả cái đầu này được làm bằng đồng nhé các bác. Đó, tất cả đều ok nhé. Các bác mua hàng thì trước khi các bác cứ kiểm tra hàng đến thì các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái, hư lỗi gì thì cứ gửi trả lại cho em nhé. Chứ không có phải là trước khi nhận hàng hay gì thanh toán thì các bác cứ kiểm tra cực kỳ kỹ càng cho em là được. Dạ đây ạ. Đây là nó có nguyên hộp của nó đây nhé. Nhưng lúc đấy là em có bóc ra để em giới thiệu cho các bác. Đây ạ, cái phần hướng dẫn sử dụng của nó đây các bác nhé. Đó, còn nguyên hộp đây này, Rikoto này. Giá của cái dây khóa ga này là dây khóa ga 280 nhé các bác. Khóa ga Rikoto 280. Cái này mình dùng cho công nghiệp nhé các bác. Dạ. Tiếp theo là mã C33 nhé các bác. Dạ. C33 em lên một cây dìu nhé. Chiều dài, chiều rộng của lưỡi sử dụng khoảng 6,5 cm này. Và tổng chiều dài thì được 15,5 cm này. Tổng chiều dài 5,5 cm. Cái dìu này thì là được đúc bằng cái cán, cái lỗ cán là lỗ ovan nhé các bác. Lỗ ovan. Đó. Lỗ ovan là cái dòng này dòng thủ công nhé các bác nhé. Đây, trên thân thì có khắc chữ đầy đủ đây nhé. Cái bề mặt của nó này. Dòng này dòng 4 tia này. Đó. Đây, cũng có dấu chữ đây các bác nhé. Cán thì còn chắc chắn này. Cán nó chắc chắn. Và trên cán này, của đấy cũng có in dấu các chữ rồi rất là nhiều nhé. Đây là được chữ này, chữ được in bằng triện mà triện nung lửa nhiệt nhé các bác, rồi in vào này. Đấy, phần thân cán rất chắc chắn luôn. Tổng chiều dài của cái cây dìu, tổng chiều dài thân cán là được 75 cm nhé các bác. Hơn 75 cm này. Đó, hơn 75 cm. Mã C33 là 330 nhé các bác. Cây này dùng cho bổ củi hay gì, đi chặt hay là đi điện, chặt đẽo đều ok nhé các bác. Đây này, cái phần lưỡi của nó đây, nó không quá dày nhưng cũng không quá mỏng. Nó ở mức trung bình, tức là vừa chặt vừa đẽo và cũng vừa bổ củi được luôn. Đó. Tiếp theo là C34 em lên một cái cây. Cây này thì cây này cây được rèn thủ công nhé. Cây này rèn thủ công, ở đây phần này có chữ này. Nhưng mà cái đầu nó, đầu này thì trước người ta cũng có dùng lực mạnh người ta đập thì nó tòe, nên em cũng có mài ở đây đi góc cạnh này kia nhìn cho nó đẹp ấy. Đấy, góc cạnh cho nó đẹp. Đây ạ, chữ thì được khắc thủ công này các bác. Thường những cái dòng dìu mà khắc thủ công như này thường là họ hay làm ở cái làng nghề Tô Sa rồi này kia các bác. Đó, làng nghề truyền thống chuyên giao dìu của Nhật nhé các bác nhé. Và Seki đó. Cây này thì dùng để mình chặt cây và đẽo nhé các bác nhé. Còn cây này thì bổ củi thì nó cũng không hợp lắm, vì là cái bề mặt lưỡi của nó dòng lưỡi mỏng nhé. Đó, lưỡi mỏng phù hợp cho mình chặt cây nhé. Chiều dài lưỡi sử dụng cây này được 8 cm này. Và chiều cao của cái lưỡi này là được 20 cm này. Và lưỡi này nó dày khoảng 3 cm nhé các bác. Đó. Cây này thì em mua về nó chỉ có lưỡi không có cán. Còn cán này cán em tự làm này. Cái chất liệu cán thì được làm bằng gỗ muồng đen Đắk Lắk nhé các bác nhé. Muồng đen Đắk Lắk đây ạ. Những cái đường vân của nó khá là đẹp này. Có mắt có mấu khá là đẹp nhé. Thế như em làm thì nó không thể là bằng cái chuyện người ta làm chuyên nghiệp thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy. Nhưng mà em chỉ làm đơn giản vậy thì thường các bác mua về thì mình đỡ phải làm cán này. Đấy. Cứ vậy các bác sử dụng thôi. Tổng chiều dài thân cán em đo cây này, cái cán này em làm là được 57,5 cm nhé các bác. 57,5 cm. Giờ mình khi mình cầm như thế này mình chặt thì độ nó mà dài quá hay như thế nào thì nó sợ nó dễ văng, nhưng mà tầm vừa ấy thì mình chặt thì cái cảm giác lực tay hay gì ấy, mình cầm thì cảm giác lực nó sẽ là chặt ok và ổn định hơn nhé. Còn cái phần này thì em chưa có cắt đi cơ, tại hôm em mài thì nó hơi dư ra một tí đấy.
Thì bác nào về các bác tiện tay các bác cắt đi giúp em tí nhá. Mã C34 là 450k nhé các bác. Một cây dìu rèn thủ công nhé các bác. Cực kỳ sắc bén luôn, vòng này xài không biết bao giờ mới hỏng được. Tiếp theo C35, đúng em lên một cây dìu chặt nữa. Cây này cũng dành cho mình chặt với hạ đốn cây hạ là cực kỳ ok này. Đây. Cán cũng được làm bằng muồng đen nhé. Nhưng cái lưỡi này em mua về nó chưa có cán nên là làm muồng đen nhé. Đó, chất liệu vân rất là đẹp đây. Cây này bên này là dòng 4 tia này. Đó. Bên này có dấu chuyện dấu chữ thế nhưng mà nó để bãi lâu ấy, cho nên nó cũng bị bong chóc rồi nó cái bề mặt của nó bị ám rồi nó rỗ ấy. Cho nên là nó cũng bị nhìn nó không được rõ chữ nhé các bạn nhé. Chiều rộng lưỡi sử dụng em đo được là 7,5 cm này. Và cái chiều cao của nó là được 17 cm nhé các bác nhé. Và cây này lưỡi này thì dày khoảng độ là 2,3 cm nhé các bác. Tổng chiều dài thân cán em đo là 60 cm này, 60 cm. Mã C35 là 330 nhé các bác. Và tiếp theo C36 em lên một cây dìu Mỹ. Cây này chất liệu đây, dòng là chất liệu thép không gỉ các bác nhé. Tay cầm thì được ốp bằng cái này là ốp nhựa cứng các bác, nhựa cứng rồi lên vân á. Nhựa cứng người ta lên vân và bên ngoài thì có một phủ một cái lớp 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 sơn như kiểu sơn B, sơn kiểu như lớp keo AB ấy. Đó đó, nó phủ một lớp keo AB như vậy. Đây, tất cả các cái mối giáp lai hay gì nhá, liền lạc rất là đẹp nhé các bác. Đó, cực kỳ thẩm mỹ, cực kỳ đẹp luôn. Đây những cái hoa văn của nó rất là đẹp nhé các bác nhé. Đây, phần thân được cái dìu này đặc biệt là làm nguyên khối nhé. Từ phần lưỡi cho đến phần đuôi cán là làm nguyên khối này. Làm nguyên khối. Đây, có hai các chốt bằng đồng đấy các bác nhé. Có hai chốt bằng đồng đây. Chắc chắn luôn. Đây, bề mặt nó đây. Có đây ạ. USA. Và các chữ này em không đọc được. Đây có hình cái con sói khá là đẹp. Cái phần lưỡi thì khá là dày nhé các bác. Phần lưỡi thì nó khá là dày. Đây em đo được cái phần này là 5 ly này các bác này. Đó, thân cán dìu là 5 ly nhá. Cái chất liệu thép là thép DB không gỉ các bác nhá. Đó, lưỡi thì cực kỳ sắc bén. Các cây này thì dùng cho các bác có thể là đi chơi, đi phượt, đi câu cá hoặc đi rừng nhá các bác nhá. Đó, mình mang theo là rất là tiện lợi này, đi cắm trại dã ngoại hay gì nhá. Cực kỳ ok luôn, cầm rất là đầm. Cây này thì nó nặng khoảng độ 800 cho tới 1 kg nhá các bác. Em nghĩ tầm 800 gram á, 800 gram hơn tí hoặc là gần 1 kg thôi. Nó cũng tầm vậy. Cầm rất đầm các bác nhé. Chiều dài, chiều rộng của lưỡi sử dụng em đo được là 12 cm này, 12 cm. Và tổng chiều cao của nó là được 16,5 cm nhé. Cây này các bác kể để trên xe ô tô hay gì ấy, mình giống như kiểu là đôi khi không may mà xảy ra sự cố hay gì, mình có một cái đầu nhọn mình có thể phá kính hoặc là bất cứ gì nhé. Đó, rất là tiện, rất là ok nhé. Mã C36 là 430k nhé các bác. Nó đi đi kèm theo là có một bao da nhé. Đây, à một bao vả, cái này gọi là bao bảo vệ ở đây này. Đó, đút vào như thế này thì mình để tránh bị vào tay ấy. Đó, tại vì nó khá là sắc bén nhé các bác. Cực kỳ ok luôn. Tiếp theo là C37 nhé các bác. C37 em lên một cây. Cây này thì các bác là vừa, cây này dùng cho bổ củi này các bác này. Đây chữ cũng khắc thủ công. Cây này được rèn thủ công luôn các bác nhé. 4 tia này. Bề mặt thì rất là đẹp nhé. Không có bị nhăm, không có bị rỗ hay là gì nhé. Đây cũng có chữ ở đây nhé các bác nhé. Đây có các dòng chữ ở đây. 4 tia này. Đây dòng 4 tia này. Lưỡi thì tương đối đẹp nhé các bác. Đấy, bề mặt thép sáng bóng nhé. Chiều rộng lưỡi sử dụng cái cây này em đo được là khoảng 7 cm này. Và cái tổng chiều dài của nó là được 19,5 cm này. Và cái độ dày của nó là hơn 3 cm nhé các bác. Tổng chiều dài thân cán em đo được là 58 đến khoảng gần 59 cm nhé. Gần 59 cái cán này. Cây này cán này em cũng tự làm này. Chất liệu cũng là gỗ muồng đen ở Đắk Lắk nhé các bác. Đã. C37 là 380k. Lưỡi khá là nặng nha các bác. Hôm nay em không mang cái cân ở đây nên là nên các bác thông cảm nhé. Nhưng mà khá là nặng, chắc phải tầm ký mấy ấy. Và ký mấy ấy, rất là nặng.
Mà đặc biệt cái cây này này, cây này là lỗ oval nhé các bác, lỗ oval chứ không như những cây khác là lỗ vuông. Thường về phần đa dìu Nhật em thấy là về lỗ vuông rất là nhiều. Những cái cây hình lỗ oval này khá là hiếm này, rất là ít nhé. C37 là 380 nhé các bác. Tiếp theo là C38 ạ. C38 em lên một cây dìu chuyên để bổ phá nhé. Cây này bổ củi vì lưỡi nó khá là dày đây này các bác này. Lưỡi rất là dày, chuyên bổ củi bổ phá nhé. Rất là nặng luôn. Cây này thì cũng phải khoảng gần 2 kg, 2 kg đấy. Đến đấy các bác. Đây chất liệu cán thì cũng làm bằng cây muồng đen nhé các bác nhé. Đây cái nước vân nó rất là đẹp nhé. Nó có đường vân rất là đẹp. Cái dòng muồng đen này thì mà làm cán thì đặc biệt của nó về cái chất liệu chịu đựng là nó dai. Nó dai chứ nó không có giòn. Chiều rộng lưỡi sử dụng được khoảng 7,5 cm này các bác. Và tổng chiều dài của lưỡi, cái lưỡi này nó chiều cao thì nó được khoảng 19,5 cm nhé. Lưỡi này khá là dày. Đây bổ phá này. Khoảng 3,6 cm nhé các bác. Dày 3,6 cm. Tổng chiều dài thân cán là em, cái cán này em làm là 58,5 cm nhé. 58,5 cm. Cực kỳ ok luôn. Cây này chuyên cho bổ phá này. Và có chữ khắc thủ công trên này nhé. Cái bề mặt nó không có bị nhăm rỗ gì các bác nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Nó chỉ bị ám thôi. Bị ám ám thôi. Không có bị nhăm rỗ gì hết. Rất là đẹp. Đây bề mặt thép đây này. Rất đẹp nhé. 3 tia này. Bên này 4 tia nhé. Khắc thủ công. C38 là 380 này các bác. Một cây búa bổ phá. Tiếp theo C39 cũng một cây búa bổ phá. Cây này bề mặt còn láng mịn này. Đó. Đấy, không có bị tình trạng rỗ rĩ hay gì các bác nhé. 3 tia này. Bên này thì 4 tia này. Bề mặt thép sáng bóng này. Lưỡi này cũng dành cho bổ củi bổ phá cực kỳ ok các bác nhé. Chiều rộng lưỡi là được 7 cm này. Và cái chiều cao em đo được khoảng 19,5 cm nhé. Tổng ạ. Và cái độ dày của nó là được 3,6 cm luôn. Khá là dày. Tổng chiều dài cán là được khoảng gần 60 cm này các bác. Gần 60 cm. Chất liệu cán cũng là làm bằng muồng đen nhé. Muồng đen này. Đó. Cây này cũng khá là nặng nhé các bác. C39 là 350k nhé. Đó. Các nào bác nào chốt thì ấy, tại vì cái cân hôm nay em bỏ mãi ngoài kia cơ cho nên em cũng không mang về được, cho nên là bác nào chốt thì cứ nhắn tin Zalo cho em và em có thể test, ý là em cân và chụp hình thực tế cho các bác nhé. C39 là 350. Tiếp theo C40. Đây ạ. C40 hôm nay em lên một cái cây dìu mặt trăng nhé các bác. Đó, dìu mặt trăng, đây có dấu của nó đây. Cái bề mặt thép thì sáng bóng. Nó chỉ bị ám và không có bị nhăm rỗ gì các bác nhé. Không có bị nhăm, bị rỗ gì nhé. Đây cái phần lưỡi này của nó thì bị mẻ mất một chút xíu này. Đó, bị mẻ mất một tí xíu đây thôi. Và cây này thì em chỉ đánh lên và em không có chà mài gì vào cái lưỡi nhé. Thôi em chỉ đánh đánh cho nó hết cái ám bẩn ở bên bề mặt thép bên ngoài thôi. Cái dòng này là dòng sưu tầm nhé các bác. Đó, dòng sưu tầm. Đây ạ, các bác có thể mua về sưu tầm và sử dụng được luôn. Cái chất liệu thép của cái cây dìu này thì nó gọi là gì em. Dạ đây ạ. Đây những cái đường Hamon của nó đây này các bác này. Đó, tức là những cái cây này được sản xuất cực kỳ đặc biệt nhé các bác. Đây đường Hamon ở đây. Rất là đẹp nha các bác nhé. Nó chia vân rõ ràng luôn nhé. Cán thì còn chắc chắn luôn. Đây. Cán cứng chắc và đẹp luôn. Em lấy ở bãi sao thì về em để nguyên vậy nhé. Em chỉ vệ sinh cái bề mặt của nó thôi. Đó, dòng sưu tầm này các bác này. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ nhắn tin hoặc Zalo trực tiếp với em nhé. Gọi điện trực tiếp cũng ok luôn. Giá cái này là mã C40 nhé. Em bác nào muốn biết ấy thì cứ nhắn tin cho em sẽ báo giá. Dạ. Tiếp theo C41 em lên một cây dìu chữ L nhé các bác. Đó, dìu chữ L. Cây này thì cái bề mặt của nó ở phần này thì cũng bị nhăm nhẹ này, bị nhăm nhẹ này. Đó, đây cũng bị nhăm nhẹ này. Còn đây là lớp xi mạ của nó. Cái này là do tình trạng để ở bãi ấy, bị ẩm mốc, ẩm ướt lâu ngày quá cho nên nó bị bong tróc cái lớp 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 xi mạ bên ngoài đây này. Còn phần thép thì còn cực kỳ sáng bóng đây nhá. Lưỡi sử dụng đây này các bác này. Nó lại không ảnh hưởng gì lưỡi sử dụng nhá. Cây này dành cho chuyên là các bác mà chặt xương heo, xương bò nhé các bác. Xương heo, xương bò. Đó, chuyên dành cho chặt xương.
phần cán thì còn mới đây, ở đây ở phần đuôi này vẫn còn dây nguyên của cái người sản xuất đây này, người ta sản xuất ra còn dây còn nguyên nhé. Cái phần đuôi cán này thì cũng hơi bị mục một chút này, do chắc bị ngấm nước lâu ngày đây. Đó, lấy phần này hơi hơi bị một tí ở đây thôi. Đó, đây cũng bị một tí này. Còn kiểu như do cái dây này nó ngấm nước cho nên để lâu ngày còn nó ngấm luôn một cái gỗ kiểu này này các bạn này. Đó. Chứ còn phần này thì còn cứng chắc nhá. Đây, các chốt để chống bị vuột ra đây này. Đây này nó có cái đầu này móc lên để chống bị vuột ra nhé. Cực kỳ an toàn khi mình sử dụng nhé. Chiều dài lưỡi sử dụng em đo được là 10,5 cm này. À 11 cm nhé các bạn. Và cái chiều cao của lưỡi, chiều cao của cái cây này em đo được gần 14 cm này, và độ dày thì khoảng 2,5 cm nhé. Tổng chiều dài thân cán em đo được là 35,5 cm nhé các bạn, 35,5 cm. C41 là 330k nhé các bác. Tiếp theo là C42 em lên một cái lưỡi đục. Đó, cây này, cái lưỡi này thì có một cái nắp bảo vệ ở đây. Và cái nắp này với nó khắc dấu theo cái thân đục luôn. Tức là hai cái đi cùng với nhau là một bộ các bạn. Cái này đủ bộ nhé. Đủ bộ nguyên cây của nó. Đây, mặt sau là cũng có chữ đây này các bạn này. Đây, mặt sau có chữ. Bề mặt thép thì còn sáng bóng này. Nó sáng bóng luôn nhé. Không bị gì sét hay rỗ dĩ gì nhé. Đấy, phần thân cán thì còn cực kỳ ok luôn. Chiều rộng của lưỡi sử dụng em đo được khoảng 3 cm nhé. Lưỡi đục là 3 cm. Đó. Tổng chiều dài thân cán là được 49 cm nhé các bác. 49 cm. C42 là 150k nhé các bác. Một cây đục C42 150k. Tiếp theo C43 em lên một cái lưỡi dao nhé các bác. Một cái lưỡi dao ạ. Đây ạ. Cái bề mặt thép, cái bề mặt nó thì hơi bị rỗ nhẹ ở phần này nhé. Hơi rỗ nhẹ phần này. Nhưng mà có cái này dòng rào mài hai mặt đấy. Cho nên là nó cũng không ảnh hưởng gì đến khi mà các bác sử dụng đến đâu mài đến đấy. Không ảnh hưởng gì nhé. Đó. Đây ạ. Khá là đẹp nha các bác. Chiều dài của lưỡi sử dụng của cái lưỡi này. Cái này lưỡi thôi, bác nào mua về sử dụng thì mình có thể làm cán nhé. Đây, tổng chiều dài thì em đo được là 39,5 cm này. Đây, em đo từ cái phần mình làm cán đây nhé. Và cái bản này thì rộng là 3,2 cm nhé. Và ra đầu ngoài này cũng vậy luôn. Đó. Cái này thì cái lưỡi dao này thì nó dày. Đây ạ, dày khoảng gần 3 ly nhé các bác. Dày gần 3 ly luôn. Mã C43 là 250k nhé các bác. Tiếp theo là C44. C44 là em lên một cây đuôi tanto nhé các bác. Đuôi tanto, đuôi này bị gãy này. Đó. Một cái đuôi tanto. Đấy, hình thức thì nó có sao thì em lên như vậy nhá. Đây, cái đầu mà đầu này hôm bữa là em có mài đi, em định làm nhưng mà xong bác kia bác bảo cứ để nguyên vậy được không làm nên em để vậy nhá. Đấy. Chiều dài của cái đuôi này, cái phần lưỡi em sẽ đo ở cái phần lưỡi gần cán là sẽ được 19 cm này các bác. 19 cm, và tổng chiều dài là được 40 cm nhé các bác. Tổng chiều dài của lưỡi đuôi này là 40 cm. Đó. Cái phần lưng của nó em đo được hiện tại bây giờ là được 7 ly nhé các bác. 7 ly này. C44 là 330 nhé các bác. C44 330. Tiếp theo là C45. 45 là một cái lưỡi đầu ngọn của tanto nhé các bác. Đó. Đầu ngọn của tanto. Cái phần này là ở bên đó kiểu cái người trước người ta bẻ đi, xong người ta đập cái này cho nó bể này, để người ta có một cái khúc gỗ, phần gỗ từ đây đến đây ấy, để người ta làm cán nha các bác. Đấy, người ta làm cán người ta sử dụng ấy. Đây, người ta làm cán sử dụng này. Đấy, hai cái này mà nó chắp vào nhau thì ok. Ok, đẹp quá. Uổng ghê. Đẹp vây mà đi bẻ. Đây, cái phần lưỡi sử dụng em đo được là phần lưỡi sử dụng mà chưa bị đập còn đẹp ấy, là em đo được khoảng 17 cm này các bác này. Gần 17 cm nhé. Đây. Còn tổng chiều dài của cái đầu này, cái đầu lưỡi tanto này được khoảng 29,5 cm nhé các bác. Đó. Cái lưng thì còn tương đối là dày đây này.
Cái lưng nó là được 5, gọi là hơn 5 ly nhé các bác. Dày hơn 5 ly. Đây sống tam giác nha các bác nhé. Đó, sống cạnh tam giác này. Đây tình trạng sao về vậy, em chỉ đánh những cái lớp như dỉ bẩn thôi. Đó. Mã C45 là 250 nha các bác. Đó. Tiếp theo C46, một cây dao đi rừng ạ. Đó, cây dao này được rèn thủ công nhé. Và mài, cây này là mài hai mặt nha các bác. Được rèn thủ công mài hai mặt. Khâu khiếc chắc chắn. Đây ạ, gỗ còn chắc chắn luôn nhé. Cán cũng, đây là các khâu chốt đều ok nha các bác. Không có dơ lắc gì nhé. Tổng chiều dài lưỡi sử dụng của cái cây dao này em đo được là khoảng 15 cm này. Khoảng 15 cm, và bán rộng ở phần tay cầm nữa, gần 5 cm nhé. Đó, gần 5 cm đi ra ngoài. Và cái sống dao đây em đo phần sống dao dày 5 ly nhé các bác. Dao dày 5 ly. Tổng chiều dài em đo được, tổng chiều dài cả lưỡi và thân cán là được 42,5 cm nhé. 42,5 cm. C46 là 300k nhé các bác. 300k. Một cây dao quắm đi rừng nhé các bác. Cực kỳ chắc chắn. Cây này mài hai mặt nhé. Tiếp theo C47. Em lên một cây dao chặt. Cây này mài một mặt nhé các bác. Cây này thì mặt sau có chữ khá là đẹp đây. Đấy, có chữ khá là đẹp. Đấy, bề mặt nó bị ám thôi nhé. Không có bị nhăm nhủng gì nhé. Ở mặt này, ở phần này bị nhăm nhẹ một chút thôi. Tổng chiều dài lưỡi sử dụng của cái cây này em đo được là 16 cm này. Và cái chiều rộng phần thân cán là được 4 cm nhé. Và phần đầu sẽ được 5,5 cm. Tổng chiều dài lưỡi và thân cán là được 36 cm nhé các bác. Phần cán thì còn chắc chắn luôn. Ở phần đuôi cán thì có bị vỡ nhẹ một chút thôi. Đây ạ. Tổng thể nó đây khá là đẹp nha các bác. Vẫn là ok nhé. C47 là 280 này các bác. 47, 280, một cây dao chặt mài một mặt. Tiếp theo C48. C48 nó lên một cây dao chặt. Đó, cây này thì bề mặt sáng bóng đẹp cực kỳ luôn, nhưng mà nó lại không có chữ nhé các bác. Cây này không có chữ, bề mặt thép rất là sáng đây nhé. Đây còn nó có phần thép ghép ở đây nhé các bác. Nó lộ cái đường vân thép ghép rõ ở đây nhé. Đó, rất là sắc luôn, cực kỳ chắc chắn. Tổng chiều dài của lưỡi sử dụng cây này là được 17,5 cm nhé các bác. Dạ. Và chiều rộng phần tay cầm sẽ được là 3,7 cm này. Và tổng chiều dài thân cán sẽ được là 39 cm nha các bác. 39 cm. Cây này sống lưng em đo, cây này dày khoảng 5 ly này. Đó, hơn 5 ly. C48 là 250 nha các bác. Tiếp theo C49. C49 em lên một cái cây này đây này. Cây này cũng là phần thép ghép nha các bác. Đây. Đó, thép ghép luôn. Thép ghép cực kỳ sắc bén, và cái cây này còn mới nguyên nhá, không có bị rỗ hay là gì nhá các bác nhá. Nó chỉ bị ám nhẹ ở đây thôi. Bề mặt còn sáng này. Đó, có khắc chữ cực kỳ đẹp và có số la mã là 180 này. Đây ở đây phần hai chữ rất đẹp nhá. Đây. Cực kỳ đẹp luôn. Bề mặt thép đây ạ. Đây cái đường vân thép ghép đây, cái phần thép này nó cực kỳ quan trọng nha các bác. Đó, vì cái phần thép ở trên này nó non, phần dưới này mới là thép quan trọng này. Đó. Cực kỳ sáng đẹp luôn. Cây này gần như mới và chưa xài. Đây phần cán của nó đây. Cán còn tem mác đầy đủ đây các bác nhé. Cây này mới chưa dùng luôn nhé. Đây ạ. Tổng chiều dài lưỡi sử dụng của cái cây này em đo được là 19, gần 19 cm này. Và chiều rộng ở phần tay cầm là 4 cm, và đi ra ngoài này sẽ được là 5 cm nhé. Phần đầu sẽ là 5 cm. Và tổng chiều dài thân cán em đo được là 36 cm đi nhé. 36 cm. Chắc chắn cực kỳ, cây này gần như mới chưa sử dụng. C49 là 400k nha các bác. Đã. Đây là C50 ạ. C50 em lên một cái cây liềm. Cây này thì mài hai mặt này các bác. Cây này giống như gọi là câu liêm hoặc là móc nha các bác nhé. Nó gần như cây câu liêm ấy. Đấy, mình đi rừng phạt cũng cực kỳ ok luôn. Cây này thì tiếc cái phần cán nó thì hơi ngắn một chút. Cây này mà làm cán dài nó khoảng độ 5-60 đến khoảng 70 phân thì đẹp nhá. Đấy, lưỡi cực kỳ ok và chữ rất đẹp đây các bác. Chữ rất là đẹp, cây này được rèn thủ công nhá các bác nhé. Tổng chiều dài lưỡi sử dụng em đo được cái phần đường kính em đo thẳng như này là được 15 nhá. Sẽ được 15. Tổng chiều dài thân cán là được 37,5 nhé. 37,5. Và lưỡi nó dày được khoảng gần 5 ly nhé các bác.
Đây ạ, phần sống lưng dày gần 5 ly, 4 ly rưỡi. Cái phần khâu nó thì hơi lỏng một chút này. C50 là 250k nhé các bác. C50 là 250k. Tiếp theo C51, C51 là em lên một cái cây, cái này gọi là em lên một cái bật lửa nhé, vừa bật lửa mà vừa dao luôn. Đó. Cái này sản xuất kiểu nó bị lỗi các bác, có cây thì nó ấy mà cũng có cây không này. Nhưng em thấy nó khá là đẹp. Cái phần này được làm bằng kim loại hết nhé, tất cả bằng kim loại. Đây ạ. Đây có một nút chốt bấm đây bằng đồng này các bác này. Đấy, khá là đẹp nha các bác. Mình có thể phù hợp với các bác, mình cầm mang đi câu, đi phượt, đi dã ngoại nhé. Nó gọt trái cây hoặc cắt dây câu đều ok này. Đây phần trong của nó này. Nó có ga, bình ga, và mình có thể thay những cái viên pin thì cực kỳ dễ thay rồi các bác nhé. Pin ở cái mắt mắt cái này rất dễ thay nhé. Đấy. Các đường vân của nó đây ạ. Thiết kế khá là đẹp. Đây có đường, có một cái này để mình bơm ga vào đây các bác nhé. Đó. Một cái quẹt hình đầu rồng nhé các bác. Quẹt hình đầu rồng kiêm với một con dao luôn. Đi câu, đi phượt, đi dã ngoại, dùng gọt trái cây, cắt dây câu nhé. Và cũng có thể làm quẹt khò ga hút thuốc luôn. Đấy. Tổng chiều dài của lưỡi sử dụng của cái con dao này em đo được là khoảng 6,5 cm này. 6,5 cm, và tổng chiều dài cái quẹt này em đo được là 18 cm nhé các bác. 18 cm. Nó khá là nhỏ gọn thôi. Đó, rất là nhỏ gọn, cầm vừa tay này. Đó, cầm cực kỳ vừa tay luôn. Mã C51 là 220 nhé các bác. C51 là 220. Tiếp theo là mã C52, em lên một cái cây dao lá. Đó, cây này dùng đi câu, đi phượt, đi dã ngoại, gọt trái cây hoặc cắt dây câu nha các bác nhé. Rất là ok luôn. Đó, nó như đường vân đây này. Dạng vân vân thép cuộn ấy, thép này như kiểu thép cuộn xong họ rèn ra nha các bác nhé. Rất là đẹp. Đây cái phần bao da này, cái đường này là may thủ công nha các bác. Đây những cái đường may thủ công đây này. Đấy. Và cái này bao da này, đây lớp lớp bao da trong nha các bác. Rất đẹp luôn. Tất cả các khâu chốt ở đây đều bằng đồng hết các bác nhé. Bằng đồng hết. Đó. Hoàn toàn bằng da. Và cái cây này này, khâu thì bằng chất liệu gỗ rất là đẹp nhá. Nhìn cái màu đen như kiểu mun hay gì thì em không biết, nhưng khá rất là cứng. Đây có 4 chốt đồng này, có 4 chốt đồng này. Phần đuôi đây này, phần đuôi nó cũng một dây da luôn, và có cái hình, đây có cái hình hình đầu đầu lâu nhá. Đấy. Đây cái phần để đút cái dây cũng được làm bằng đồng nha các bác nhé. Đây, cái này đúc thép là thép nguyên miếng này. Đấy, thép nguyên miếng này. Thép này dạng thép cuộn nha các bác. Rất là sắc bén nhá. Đó, mang đi, các bác mang đi phượt, đi dã ngoại, đi câu, cắt dây câu, gọt trái cây đều ok nhá. Rất là tiện luôn. Đó, rất là đẹp. C5, à quên, em chưa đo chiều dài. Tổng chiều dài của lưỡi sử dụng được là 9 cm này các bác này. Lưỡi sử dụng là 9 cm này. Tổng chiều dài của con dao này là khoảng 19,5 cm nha các bác. 19,5 cm. Đây, lưỡi thì khá là dày ở bên phần đây này. Nó có một đường vân giữa đây nha các bác nhé. Nó nhìn như hình một chiếc lá ấy. Dạng kiểu vân Damascus rất là đẹp. C52 là 270 nha các bác. Bao da xịn sò luôn. Tiếp theo C53, em lên một cây dao. Cây này dùng cho các bác có thể là đi chơi, đi phượt, đi dã ngoại nhé. Chất liệu bằng thép DB. Đây ở phần trên này có cưa để mình cưa những cái dây cứng hay gì nhé các bác nhé. Tùy theo. Đó. Đây phần này cũng có phần răng cưa, và đây cũng phần lưỡi sắc này. Cái này thiếu mất cái bao da của nó nhé. Phần tay cầm thì làm bằng nhựa nha các bác, của Tabata này, có tên Tabata. Phần đuôi được làm bằng kim loại này. Đấy. Tổng chiều dài lưỡi sử dụng của cái cây này là em đo được 13 cm này. Và tổng chiều dài phần thân cán em đo được là 26,5 cm nhé. Mã C53 là 300k nhé. Chất liệu là bằng thép DB nhé. Thép DB, thép không gỉ này. Đó, cực kỳ sáng bóng luôn. Tiếp theo C54, một cây dao bếp nhé. Một cây dao bếp, nó lớp vân mạ áo ngoài. Cái này là lớp vân Damascus này. Như kiểu lớp vân Damascus ấy. Rất là đẹp.
Cây này của hãng Seki nhé các bác. Seki một cái làng nghề chuyên rèn dao nổi tiếng của Nhật Bản ấy. Còn bác nào không ấy thì bác search lên Google ấy, là sẽ ra là hãng cái Seki là một cái thành phố của Nhật Bản ấy. Họ chuyên về rèn dao nhé các bác nhé. Chuyên về rèn dao. Đây Mark in Japan này. Đó. Đường vân rất là đẹp nha các bác. Các cái phần khâu chốt đây, cán thì được làm bằng gỗ nhé. Phần đuôi được làm kim loại đây, sáng bóng luôn. Chất liệu thép không gỉ nha các bác. Tổng chiều dài lưỡi sử dụng của cây này em đo được là 20 cm này, 20 cm. Và tổng chiều dài thân cán em đo được là 33 cm nhé các bác, 33 cm. Và cái lưỡi này nó, cái phần lưng nó dày 2 ly nhé các bác nhé. Đó, lưỡi này sẽ dày được 2 ly. Mã C54 là 300k nha các bác, một cây dao bếp. Tiếp theo em lên là một cây dao bếp, nhưng mà cây này là của Takazuki này các bác. Cây Takazuki, cây này khá là mới. Tình trạng là gần như chưa sử dụng nha các bác nhé. Khá là đẹp. Đây ạ. Takazuki Made in Japan này. Đó. Tất cả chữ này được giống như kiểu chữ, em xem nào. Laser, sờ khá là trơn. Đó. Phần cán của nó được làm bằng đồng nhé các bác. Đó, còn cái phần lưỡi thì được làm bằng thép không gỉ này. Đây bằng đồng này. Khâu thì được khâu này được làm bằng gỗ nhé các bác nhé. Và các chốt là bằng đồng hết nhé. Đấy. Dao thì được làm nguyên khối nhé, từ cái phần đầu lưỡi cho tới phần đuôi này, tất cả nguyên khối luôn. Tay cầm vừa vặn này, rất là đẹp nhé. Rất là đẹp. Thái rau thái thịt cực kỳ ok luôn. Tổng chiều dài của lưỡi sử dụng em đo được là 20,5 cm này. Và chiều rộng ở phần gần phần tay cầm là được 4,6 cm nhé. Tổng chiều dài thân cán em đo được là 32,5 cm này. Đó. Rất là đẹp. Mã C55 là 300k nhé các bác. C55 300k một cây Takazuki. Và tiếp theo là một cây dao bếp nữa của hãng Sato. Cây này là của Sato. Đây ạ. Đây nó có các chữ này, có dập nhẹ ở trên dao nha các bác nhé. Đây những cái chữ này có dập nhẹ trên dao này. Đấy. Cây này thì tình trạng là cũng xài lướt nhé các bác. Cây này mới xài lướt nhẹ thôi. Đó. Cây này được đúc nguyên khối này các bác. Phần tay cầm đây, phần tay cầm đúc nguyên khối ra tới đây luôn. Làm cái dạ này giống như kiểu giống mấy dòng dao Đức này. Thiết kế theo kiểu mẫu giống mấy dòng dao Đức. Dạ tổng chiều dài lưỡi sử dụng là 19,5 cm nhé các bác. 19,5 cm. Và cái chiều rộng phần cán cầm em đo được là 4,3 ly này. À 4,3 cm. Và cái chiều tổng chiều dài thân cán là được 31,5 cm này. Cây này thì em đo phần sống dao được khoảng 2 ly nhé các bác. Dày 2 lưỡi dày 2 ly. Một cây Sato. Mã C56 là 330 nha các bác. Sato. Tiếp theo là C57. C57 em lên là một cái cây Tanto. Một cây Tanto. Đấy còn khá là đẹp. Chất liệu cũng là thép nguyên khối này. Thép DB, thép nguyên khối, thép không gỉ. Được làm hết phần thân cán. Ở trên phần cán nó cũng có hai chốt đồng nhé. Đó. Cái này được ốp là ốp kiểu như là cái này ốp gỗ hay ốp hình như là ốp gỗ nha các bác nhé. Cái này được ốp gỗ này. Nhìn khá là bắt mắt nhé. Rất là thẩm mỹ luôn. Đấy, rất là đẹp. Tổng chiều dài lưỡi sử dụng em đo được là khoảng hơn 13 cm này. Đó và chiều rộng của nó là được khoảng 2,3 cm nhé các bác ấy. Phần đầu lưỡi này cũng vậy luôn. Tổng chiều dài thân cán sử dụng là 25,5 cm nhé. Và khi có vỏ hộp vào em xem nào. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. 26, gần 27 cm nhé các bác. Gần 27 cm. Một cây Tanto. Mã C57 một cây Tanto là 450k nhé. Đi theo là có vỏ hộp đầy đủ nhé các bác nhé. Đây, có vỏ hộp đầy đủ đây. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. C57.
C57 là 450k nha các bác. Tiếp theo C58 á, C58 em lên một viên đá mài, hôm bữa thì em về được mấy viên đấy, chắc về được hơn chục viên đấy, em bán chắc nay cũng còn được khoảng 2-3 viên nữa thôi. Đó. Cái này là size 8.000 với 3.000 nha các bác. 8.000 3.000, tức là một mặt mài phá và một mặt mài mịn này. Nó một mặt phá một mặt mịn. Đây ạ. Của Katashiwa này. Katashiwa. Này chắc hôm nay em đặt lộn mặt đấy. Đây. Được cái viên đá này đi theo là cái chân đế cao su nha các bác, để khi mà mình đặt xuống đây là chống trơn chống trượt này. Đó, rất là tiện. Tổng chiều dài của cái viên đá này em đo được là 18 cm và cái chiều rộng của nó là được 6 cm này. Và viên này dày khoảng độ là gần 3 cm nha các bác, dày gần 3 cm. Katashiwa Magizabang tất cả được in ở trong viên đá này nhé, rất là đẹp luôn. Rất là ok luôn. Mã C58 là 200k nha các bác. Dạ vâng, mã C58 hôm nay cũng là mã cuối cùng của clip ngày hôm nay nhé. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các bác, các cô, chú, anh chị đã bớt chút thời gian quan tâm và theo dõi video. Số điện thoại liên hệ gọi trực tiếp và cũng như là Zalo nhé, em có để trên phần mô tả. Thì các bác ưng món nào thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp và nhắn tin Zalo trực tiếp cho em nhé. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các bác, cô, chú, anh chị và xin hẹn các bác, cô, chú, anh chị ở các video tiếp theo.